Sinh là một lợi thế. Ế, đang là xu thế. Wow. Thà đau khổ vì tình yêu còn hơn. Còn hơn là chẳng bao giờ được yêu cả. Wow. Yeah. Đàn ông hay kể xấu phụ nữ. Nhưng rồi họ cũng không thể sống thiếu kẻ xấu xa đó được. Ghê chưa? Thầm chưa? Đó, chê tôi xấu đi, rồi sống có thiếu tôi được hay không? Chết vì người mình yêu. Đó là điều mà ai cũng hứa mà chẳng ai làm được ngoại trừ em. Ghê chưa? Wow. Ủa, tự tin gì luôn đó. Wow. Mà anh đâu có tin là em chết vì người mình yêu được. Yêu và được yêu. Đó mới thực sự là bạn đang sống. Wow, wow, đúng rồi đó. Nụ cười của một người phụ nữ đẹp khiến đàn ông gục ngã còn nhanh hơn là bơm đạn à. Ghê chưa? À, nếu người yêu cũ mời đám cưới hãy mạnh mẽ nói với anh rằng em đang